Thấy được bài của quý ngài không? Hai gió mái của Nhật Quỳnh. Ồ, quý vị thấy mà sao Nhật Quỳnh không thấy, Nhật Quỳnh thấy một màn trắng luôn. À, bây giờ ngài bớt lên nữa đó, quý vị có thấy không? Sao mái Nhật Quỳnh cả hai cái đều không thấy bài của ngài, không biết nữa trời. Vậy tốt quá, nếu mà quý vị thấy được thì tốt rồi. Ồ, Thi An Lạc không thấy hả? Chinh Nhung thấy, Thiện Vũ thấy, mà Nhật Quỳnh thì không thấy. Vậy thôi bây giờ con xin phép ngài con bớt bài lên để coi cái máy hồng nhật con có thấy không, và khi ăn lạc có thấy không nha. Ngộ ha, ngài bớt lên thì người thấy người không chết rồi. Nè, để Nhật Quỳnh bớt của Nhật Quỳnh lên coi quý vị có thấy không nha. Kim Nhung bớt lên thấy. Dạ, Nhật Quỳnh bớt lên quý vị có thấy không quý vị? Alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để ngài giảng dạy đoạn 7 của kinh Từ Bi. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Đại kính lễ Chư Tôn Trần Đức Tăng. Đại kính chào quý cô tu nữ. Xin chào Sư Nhật Quỳnh, Sư Kỳ An Lạc, Sư Trọng Nhật, Sư Kim Nhung, Sư Mê Ta, Sư Tina, Sư Cảnh Kiểm, Uyên Phước Sang, Sư Sơn Thiền Vũ, Sư Trâm Hạnh, Sư Quang Thanh, đạo hữu Karuna, huynh Giang Nhật Hà và Sikim 818 tuổi luôn, dữ ha. Hôm nay đường truyền cũng trục trặc. 3 giờ chúng tôi đã đến với đã thức dậy rồi. Nhưng mà trong cái bát vật nó thiếu số 1 đánh không được. Mà coi như té lên rớt xuống rồi mãi xin Nhật Quỳnh gọi cái hình như sợ hay sao vô đựng số 1 rồi mới được gặp quý vị ngày hôm nay. Công nhận xin cha Nhật Quỳnh cũng có oai lực quá ha. Thì nếu mà xin Nhật Quỳnh mà không gọi con số 1 nó cũng không xuất hiện. Cho nên trong cái bất quả con số 1 mà tới giờ phút cuối mới vô được con số 1 rồi mới được hầu chuyện cùng quý vị mô Phật ha. Sự thật chứ thì bây giờ chúng ta sinh hoạt trong cái câu kinh của bài kinh Từ Bi nhưng mà trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng xin phép được tán dương ân đức tam bảo ha. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Tăng Araha Di Cô Na Sang Yô Tăng Bụt Đăng Sĩ Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bụt Đăng Y Mê Hi Sạc Ca Rê Hi A Phi Phu Chà Gia Mi Nhân Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Bộ Thượng Sĩ Phát Thân Thịnh Diệu, Bậc Trường Phu Điều Ngự Độ Sanh, Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành, Phật Đà Toàn Giác, Thế Tôn Trong Đời. Tăng Soa Kha Ta Đi Cô Nạc Sang Vô Tăng Sang Khẳng Thâm Măng Sẽ Lạc Sa Nam Ma Mít Tăng Chà Thầm Măng Hi Mê Hi Sang Ca Rê Hi A Phi Phu Chà Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Chéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ, khoác nhân liệu tường. Đạo vô thường, đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát khỏi vọng trần. Chỉ nhân, tự ngộ giả chân, diệu thường, tịnh lạc, pháp ân nhiệm màu. Tăng sang kha ta, đi có nạ sang vô tăng sang thân, sẽ là xã nam ma mít tăng. Chà sang thân, y mê, hi sa ca rê, hi a phi phu. Chà gia mi Bảo hành, thinh văn thích tử, bậc trực hành, pháp lữ thiền gia,
bậc Như Lý Hạnh Tăng Già, bậc Chân Chánh Hạnh, dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Ratanatayasawanda mi, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu số 7 trong bài kinh Từ Bi. Ma ta yat tha ni yang put tang, ma ta yat tha ni yang put tang, ma ta yat tha ni yang put tang. Bây giờ chúng ta điểm sơ qua ý nghĩa của những từ này ha. Chữ ma ta, ma ta là ý nghĩa là người mẹ ha, ma ta là mẹ. Yat tha, giới tha là ví như, giống như ha. Rồi ni dân do cái từ ni gia có nghĩa là của chính mình à, ni dân do từ ni gia ha, của chính mình. E kaputtang ha, câu số 2 à, chữ puttang à, Bút Tăng là đứa con trai nha. Bút Tăng là đứa con trai, đứa con duy nhất. Ma ta yat tha ni yang Bút Tăng. Bút Tăng là đứa con trai. Nhưng mà câu số 2 nè ha. Ayusa e kap Bút Tăng anurakhaya. Ayusa e các Bút. Ồ sao Bút Tá Tăng là sao? À xin Nhật Quỳnh ơi. E các Bút Tăng Anurakhe, mà nó dính liền là e các Bút Tá. Khoan, cái câu này phải sửa ra. Còn cái kia này là thế hơi tùm lum ta ra rồi. À quý vị chờ một chút nha. Câu số 2. Ayusa e kaputtamanurakhe. Ayusa e kaputtamanurakhe. Rồi bây giờ quý vị chờ chút ha. Ở đây được một cái là mì ăn liền. Sai đâu sửa đó. Quý vị chú. E kaputtamanurakhe dư một chữ ta. Ayusa, Ayusa e kaput, sao kỳ cục rồi? Ayusa e kaput tama, e kaput tamanurakhe. Đúng rồi, Ayusa e kaput tamanurakhe. Và cái câu dưới là xin Nhật Quỳnh đúng rồi nè. Ai sửa rồi, xa trối xin Nhật Quỳnh. Công nhận thông minh nhất nam tử. Mà ở đây như nữ cũng anh hùng ha. Nói là sửa liền ha. Tuyệt vời. Rồi quý vị chờ một chút đi. Chúng tôi nên copy lại chữ trắng trắng mới thấy được. Còn cái chữ đỏ, chữ mấy chữ kia. Khổ cái là cái máy này bây giờ không có đánh chữ được. Mà đánh cái gì á, nhưng mà đánh chữ không được. Nhưng mà copy thì đưa lên rõ. Ma ta yat tha ni yang Bút Tăng ha. Câu đó xong rồi ha. Ma ta là mẹ, yat tha là quý như.
giống như người mẹ ha. Rồi Phút Tăng là con, Ní Dân là của chính mình, đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Câu thứ hai, Ayusa e kaputamanu rakhe, Ayusa e kaputamanu rakhe, Ayusa e kaputamanu rakhe. Thì cái chữ Ayusa, Ayusa nó lên cho vấn đề tuổi thọ ha. Ayusa là tuổi thọ, mạng sống. E kaput tăng, e kaput tăng cộng với anurakhe, e kaput tăng, e kaput tăng, e kaput ta có nghĩa là đứa con độc nhất. Ê cá là một ha, mà Phút Tăng là con, một đứa con trai và là đứa con duy nhất ha. Rồi Anurakhe do cái động từ Anurakhati có nghĩa là che chở, bảo bọc, bảo vệ. Thì gì vậy? Thì ở đây Ê kaput tamanurakhe có nghĩa là che chở đứa con duy nhất. Ayusa là mạng sống, che chở cái thọ mạng của đứa con duy nhất. Đó là ý nghĩa câu số 2 ha. Câu số 3, Ewam bisap bapu te su, chữ phu te su, chữ phu là bê bò chứ không phải bê phở ha. Phu tá, phu tê xú là chúng sanh ha. Thì ở đây xin Nhật Quỳnh lỡ sửa luôn đi ha. E vâm bí là cũng như vậy ha, e vâm bí cũng như vậy. Rồi sắp bắp phu tê xú là tất cả chúng hữu tình nè, sắp bá là tất cả nào. Phu tê xú là do từ phu tá nè ha. Rồi thấy rồi, do từ phu tá tức là tất cả chúng sanh hữu tình ha. Hữu tình tức là chúng sanh có thức tánh chứ không phải là chúng sanh mà thực vật ha. Chúng sanh mà có thức tánh tức là khi mà chúng ta đụng tới chúng sanh có thức tánh này thì chúng ta mới vi phạm về cái giới sát, giới trộm cắp vân vân ha. Sắp bắp khu tề su có nghĩa là những chúng sanh mà chúng ta biết rằng chúng sanh có thức tánh này, biết rằng chúng sanh có thức tánh này, cố ý giết này, ráng sức giết này, và chúng sanh đó đã chết do sự cố ý và ráng sức, thì đó gọi là phu tá hay là phu tê su. Rồi câu cuối cùng, ma na sằng pha quá về apari ma nằng, ma na sằng pha quá về apari ma nằng, ma na sằng pha quá về apari ma nằng. Câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng, Manasang do cái từ Manasa hay là Mana có nghĩa là cái tâm ha, cái tâm. Phavaye do cái động từ Phavaye tí là phát triển hay là tu tập. Phavana đó, Phavaye phát triển hay là tu tập do cái động từ Phavaye tí ha. Rồi Aparimanang do cái từ Aparimana có nghĩa là vô lượng, không có thể tính được, không có thể cân đo đếm lượng đồ gì được, có nghĩa là cái với một cái tâm gọi là vô lượng, phát triển một cái tâm vô lượng. Rồi như vậy thì cái câu số 7 này nói lên cái gì? Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng,
đến tất cả sinh linh. Câu này tuyệt vời ha. Câu số 7 nói lên cái tâm tư: như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh. Rồi, quý vị còn nghe rõ ha? Như vậy chiều hôm nay cái đoạn thứ 7 này chưa là hả? Chưa rồi. Ê vầm bí sáp bó phù thề sụ mà nó sẵn phào với dề âm phá lịch mà năng. Ô xà trụ xà trụ. Rồi. Bây giờ quý vị thấy cái bài này có nhiều cách dịch, có nhiều vị dịch thế này thế kia, nhưng mà cái quan trọng á, quý vị hãy nhìn vào Pali này, để rồi chúng ta lấy cái căn ngữ này, chúng ta lấy cái từ Pali này làm chuẩn, để biết rằng chữ Mata, Mata là mẹ, có chỗ dịch là má, có chỗ dịch là ma, có chỗ dịch là me, có chỗ dịch là vú ha. Thì Mata mẹ, nhưng mà tiếng Việt Nam nó phong phú quá đi, chỗ này người ta dùng chữ mẹ, chỗ kia người ta dùng chữ ma. Rồi ở các nước khác thì mom mà gì tùm lum hết, ma thằng cũng là chữ m đứng trước. Thì ở đây như người mẹ, như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh. Đoạn thứ 7 bây giờ cái phần tiếng Việt thì nó dài quá hả? Nhiều khi chúng tôi đưa lên thì quý vị không thấy, cho nên thôi bây giờ chúng ta đọc phần Pali trước đây ha. Rồi bây giờ trong phần Pali thì bây giờ đọc theo dòng kinh trước đi ha, rồi dòng kệ trên sau. Dòng kinh thì có hai cách đọc. Alo, có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất như thế này: ma ta yat tha ni yang put tang ayusa nghe ca put tamanurakhe e vam bi sap pa phu te su ma na sang pha ve ye apari ma nang. Đọc lại ha, từ từ, sức mấy ta nóng quá. Ma ta yat tha ni yang put tăng ayusan e kapottamanurakhe e vam visappapute sumana sangphavaye aparimanang. Cái đọc thứ nhất chúng ta thấy đọc một lần hai câu ha. Cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên chúng ta dừng lại mà nghĩ thoải mái. Còn bây giờ nếu như là sĩ Kim Nhung ha, là sĩ Hồng Mai ha, vân vân, sĩ Thiền Vũ cũng dám lắm á. Quý vị này thì hơi dài, Huynh Giang Nhật Hà thôi có nói, sĩ Kim thôi tuyệt vời rồi. Câu này quý vị đọc một hơi ha. Ma ta yat tha ni yang put tang ayusa nghe ka put tamanurak khe nghe vam bi sap pa phu te su ma na sang pha wa ye apari ma nang. Đó, một hơi là vậy đó. Ma ta yat tha ni yang put tang ayusa e ka put tamanurak khe nghe vam bi sap pa phu te su ma na sang pha wa ye apari ma nang. Rồi quý vị hơi dài làm một hơi luôn ha. Rồi, đó là dòng kinh. Còn dòng kệ thì chúng ta đọc làm sao đây? Hết kinh là tới kệ chứ ha. Chứ bây giờ nó chỉ biết đọc dòng kinh mà không biết đọc dòng kệ thì người ta họ khi dễ ha. Rồi, dòng kệ: ma ta ya tha ni yang pun tang ayusa e ka pun tamanurang khe
quang đi sâm ma phù tê su ma na sang pha quá dê a pa ri ma năng ma ta ya tha ni yang buôn tăng na yu sa e ta phôn ta ma nu răng thê e quam bi sam ba phu te su ma na sang pha wa ye nga pa ri ma năng ma ta ya tha ni yang buôn tăng na yu sa e ka phôn ta ma nu răng thê e quam bi sam ba phu te su ma na sang pha wa ye nga pa ri ma năng. À, quý vị nhớ, nếu mà kể quý vị ráng đọc một lần hai câu ha. Ồ, cũng vỗ tay vỗ chân rồi dữ ha. Rồi xin mời Siết Mê Ta, Siết Kim, Siết Kim Nhung. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khả Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, cô Kim, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc cái đoạn bãi của kinh Từ Bi Kinh. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a du sa e ca bô ta ma nô rắc khê e quầm bi sắp ba phù tê su ma na sang pha quá dê a ba ri ma năng ma ta ya tha ni yang bút tăng a du sa e ca bô ta ma nô rắc khê e quầm bi sắp ba phụ tề số ma na sàng phà quá dê a ba ri ma năng ma ta ya tha ni yang bồ tăng a yu sa e ca bồ ta ma nu rắc khê ê quâm bi sắp ba phụ tê sô ma na sắc pha hoa dê a ba ri ma năng. Dạ, con không thấy phần tiếng Việt ở đâu. Để con kéo xuống. Dạ, cũng chưa thấy luôn. Dạ, con xin đọc phần tiếng Việt. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn, bầu trời thênh thang. Học đời từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót, bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi sa bà, thoát vòng khổ não, vượt ra luân hồi. Và con đã đọc và kể xong, có chỗ nào sai xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô, tu nữ và quý vị Phật tử. Sư lâu lâu mới học kinh tiếng Bali đó sư. Sau bài kinh Từ Bi này sư không cho phân tích trường âm đoạn âm luôn đi sư, để cho biết mà đọc nó dễ sư. Đọc tiếng Bali không, nếu phân tích trường âm đoạn âm luôn sư thì biết cái đó đọc dễ hơn sư. Con chỉ có ý kiến vậy thôi, chứ mà đọc rồi trả bài thì rồi kệ thì cũng tiếc nữa.
mỗi lần vô room á, thì đọc rồi phân tích luôn sư, cho con nó là biết âm dài âm ngắn đọc nó đúng hơn sư. Con bữa nay con mắc công chuyện đó, con phải trả bài rồi con đi làm công chuyện nữa. À, kinh con xin đọc kinh Từ Bi đoạn số 7. Không biết cái đường truyền của con dỗm, hai cái điện thoại con dỗm mà con nghe sư với cô Mê Tà đọc á, cứ đứt khoảng vậy nè, con cũng không biết đường đâu rỡ đó. Thôi con đọc theo ý con vậy đó. Thôi con đọc nè, sư chuẩn bị nhân 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 đi. Ma ta ya tha ni yang puk tang a yu sa e ka puk tang. Ê không phải, không phải rõ rồi. Ma ta ya tha ni yang puk tang a yu sa e ka puk tamanu rak ke e wang pi sa pa bu te su ma na sang pa wa ye a pa ri ma nang. Ma ta ya tha ni yang puk tang a yu sa e ka puk tamanu rak ke e wang Phi sáp ba bù tề su ma na sang pa wa ye a pi ri ma nang. Ma ta ya tha ni yang puk tang a yu sa e ka puk tamanu rak ke e wang phi sáp ba bù tề su ma na sang pa wa ye a pa ri ma nang. Bây giờ kể. Ma ta ya tha ni yang puk tang Ayusa e kaputamanu rakke e wangpi sabba puteso mana sang pawaye aparimanang mata yathani yang puktang ayusa e kaputamanu rakke e wangpi sabba puteso mana sang pawaye aparimanang. Trời ơi, kiếm chữ Việt Nam đẹp. Để kiến quốc vô, chữ nhỏ không thấy. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mắt một còn, bảo tồn. Con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não, vượt ra luân hồi. Không, con biết bài này mà người nào dịch con chết liền á. Thôi con đọc xong rồi đó. Để con coi phe ta cho con cái gì. Trời ơi, một người cho vỗ tay, hai người cho vỗ tay, ba người vô vỗ tay. Toàn là phe ta cho vỗ tay không. Quý vị ơi, tôi có bị cái nhân nào không vậy? Quý vị cho biết nha. Nhân này có nghĩa là sai cái gì đó, chứ không phải nhân bánh ít bánh tét hay nhân đồ ăn đâu. Sư chuyên môn quẹo này qua cái kia đó. Rồi bữa nay con trẻ hơn người lúc trước sư. Hồi đó con có con 1116 tuổi, giờ còn có 818 tuổi, là trẻ lại đây sư. À, để sống lâu lên một chút nữa sư. Thôi, con xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Con có nhân gì sư nói đi, sống thấy sư cho bông hoa gì ráo chọi chân nha. Im ghê. Thôi con bài đi. Alo, 123-123. Chị Kim biết cái gì không? Hả? Bây giờ đòi phân tích thế này thế kia. Mục đích trong cái ngày thứ hai này chúng ta học để mà chia sẻ, học hỏi cái đoạn này nói lên cái gì. À, Chị Kim thì đòi phân tích, mà bây giờ đọc còn sai nữa, biểu phân tích cái gì hả? À, quý vị thấy Sĩ Kim sai chỗ nào? Alo, thấy cho bông, cho hoa, cho trái cây, cho cà phê. Nghĩa là cà phê thì uống nè ha, trái cây thì ăn ha, uống thì gọi là yêu nước, mà ăn gọi là tham nhũng. À, có yêu nước, có tham nhũng trong này tùm lum hết. Nhưng mà quý vị thấy Sĩ Kim sai chỗ nào? Alo, quý vị cho ý kiến này. Bỏ chạy rồi ha. Còn đó không? Sĩ Kim còn đó không? Thấy cái chỗ sai của mình chưa? À, quý vị thấy chỗ sai của Sĩ Kim chỗ nào không? Câu số 3. E wam bi sap ba phu te su. Chữ e wam chứ không phải là e wam bi. Chữ e wam cộng với áp bi
nó biến thành Ewambi. À, Ewambi đây là một trường âm nhấn chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, người ta nói sao, nói nhiều sẽ có những cái lỗi, cho nên nói ít nó tốt hơn. Mà bảo phân tích để làm gì, trong khi mình đọc sai rồi mình biết rằng ở chỗ này nó trục trặc cái gì rồi. E quăm bí chứ không phải e quăng bí, phải không sĩ kim? Có thấy chỗ này không mà nói rằng nhưng, nhưng cái gì mà nhưng, đọc sai, nói đọc sai chứ không có nhân gì hết á. Rồi bây giờ mời sĩ Kim Dung ha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu rak khe e wam bi sap ba phu te su ma na sang pha wa ye a pari ma nang. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu rak khe e wam bi sap ba phụ tê su ma na sang pha wa ye a pari ma năng. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thanh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bổ tràng gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con xin kể ạ. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu rắc khe e quam bi sap ba phu te su ma na sang pha wa ye a pari ma năng. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút manurak khe e wam bi sap ba phu te su mana sang pha wa ye a pari ma năng. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh Từ Bi đoạn 7. Con xin đọc tiếng Bali và tiếng Việt. Con chưa biết kệ ạ. Ma ta ya tha ni yang put tang a du sa e ka put ta manu rak khe e wam pi sap ba phu te su ma na sang pha wa ye a pari ma năng. Ma ta ya tha ni yang put tang a yu sa e ka put ta manu rak khe e wam pi sap ba phu te su ma na sang pha wa ye a pari ma năng. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo. Ủa, con thấy con đứng thứ ba mà sao giờ trừ ai rút, để con lên bây giờ.
Cảm ơn Hồng Nhân, cũng ơn Bích Ta, Quang Thanh. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Và con xin sám hối vì hôm nay là cái ngày thọ giới bác con trai. Nên con có mời chị Nhật Huỳnh để tụng kinh thế con. Và mà cái máy con sao không biết hôm nay nó trục trặc quá. Dạ. Thì bây giờ chờ con mới vào được. Thì con trước hết con sám hối ngài. Và chờ bây giờ con xin đọc câu số 7 chứ không thôi để mất thời gian. Dạ. Cảm ơn Hồng Nhung, mấy bữa nay chị bận quá. Dạ. Con xin đọc. Dạ. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a chú sa e ka bút tăng manu krat khe e vòng bi sắp ba phù tê su ma na sầm phà qua ye a pa ri ma năng. Dạ con xin nha đọc kệ. Ma ta ya tha ni yang bút tăng a su sa e ka bút ta măng nu kết rắc khe e vam bi sap pa pu te su ma na sam pa wa ye a pa ri ma nang ma ta yan tha ni yang bun tang a su sa e ka bun tang ma nu rat khe e vam vi sap ba pu te su ma na sam pa wa re va ma na sam pa wa re apa di ma nang. Cái câu này kể cho cũng hơi khó vậy, con xin đọc lại lần nữa. Ma ta yat tha ni yang bun tang a su sa e ka put ta mang nut rat khe e vam bi sap ba pu te su mana sampa wa ye aparimanang. Dạ con đã chờ con xin đọc sập bài tiếng Việt. Không thấy, mới thấy bản Việt Kim Dung đây mà Kim Dung mới thấy lên. Dạ không biết nào. Dạ đây. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mắt một cồn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong khỏi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con đã đọc xong và con không thấy bằng tay nữa, thì nếu mà vị nào mà kế tiếp Tâm Phương thì Tâm Phương xin nhường mic lại mời mời vị đó. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Tri Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn 7 của bài kinh Từ Bi. Ma ta yat tha ni yang put tang a yu sa e ka put ta manura he e wam pi sap pa phu te su ma na sang pha wa ye a ta ri ma nang. Ma ta yat tha ni yang put tang a yu sa e ka put ta manura he e wam pi sap pa phu te su ma na sang pha wa ye a ta ri ma nang. Dạ con xin đọc kệ ạ.
Mata yatha niyang puttang ayusa e kaputta manurakhe vambisam bhavute su manasang pavaye aparimanang Mata yatha niyang puttang ayusa e kaputta manurakhe Ewang di sam ba phu tê su ma la sang pha wa ye a pa ri ma năng. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót vũ tràng gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con đã đọc xong, dạ. Cái gì sai nhờ sư Trí Đức chỉnh sửa giùm con kính tri ân sư, tri ân đạo tràng. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ, con xin xuống mic. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Cảm ơn sư Thiên Vũ, cảm ơn sư Thần Mai, cảm ơn sư Kim Nhung. Và con xin đọc bài. Con và con cô bài của cô Tâm Hạnh được rồi. Dạ con xin đọc bài học câu số 7 của Kinh Từ Bi hôm nay ạ. Mathayatha niyang buttang asum ayusa eka butta manurakhe evam bisappa phute sumana sampavaye abarimanang. Mata yatha niyang buttang ayusa eka butta manurakhe evam bisappa phute sumana sampavaye abarimanang. Mata yatha niyang buttang ayusa eka butta manurakhe evam bisappa phụ tề su ma na t e vam bi sap pa e vam bi sap ba phụ tề su ma na sam pha wa ye a ba ri ma năng. Dạ con bị dắt, cho con đọc thêm lần nữa. Ma ta ya tha ni yang bút tăng ayusa ayusa e ka bút tam anurak khe e vam bi sap ba phu te su ma na sam pha wa ye aparimanang. Dạ con xin kể. Mata yatha niyang buttang ayusa e ka butta manurakhe e vam bi sap ba phu te su mana sampa wa ye abarimanam. Dạ con xin đọc bản chữ Việt. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót của tràng gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát dần khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài sửa giùm con. Bây giờ mình tự xin mời bạn trai của Giang Nhật Hạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Nam Ma giá, Nam mô Sàng Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ.
Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép đọc đoạn thứ 7 kinh Từ Bi ngày hôm nay à. Mata yatha ni yang buttang ayusa e kaput tamanu rakhe e vam bisappa phute sumana sang pha vaje aparimanang. Mata yatha ni yang buttang ayusa e kaput tamanu rakhe e vam bisappa phute sumana sang pha vaje aparimanang. Dạ, con xin đọc bài cũng dịch Việt ạ. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Mata yatha niyang buntang ayusa eka buntamanurangkhe ewam bisabbafutesu manasang fa waye aparimanang. Mata yatha niyang buntang ayusa eka buntamanurangkhe ewam bisabbafutesu manusam pha waye aparimanang. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin kính mời về kế tiếp ạ. Alo, 123, quý vị nghe rõ không? Ai xà thủ, xà thủ. Ai Quỳnh Giang Nhật Hà là kết thúc ha. Bắt đầu từ Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Triệu Vũ, Sĩ Ca Tâm Phương, Sĩ Hồng Mai, Sĩ Niệm Tư và Quỳnh Giang Nhật Hà. Rồi, chúng ta học từng đoạn ha. Chúng ta sẽ ôn lại đoạn này. Rồi, khi đó chúng ta tiếp tục ha. Trước khi bước qua cái đoạn khác thì chúng ta phải ôn lại cái này ha. Đoạn thứ 7, chúng ta còn 3 đoạn nữa là kết thúc cái bài kinh Từ Bi này. Tất cả là 10 đoạn. Nhưng mà chúng ta học tới đoạn thứ 7. Ma ta yat tha bút tăng a e ca bút tam anurak khe e vam bi sap pa phu te su ma na sang pa va ye apari ma năng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai, ma ta yat tha ni yang bút tăng bút tâm anurak thế e vam bi sap pa phu te su ma na sang pha va ye apari ma năng. Tin lễ đại đức Pháp Trang vừa đến với pháp hội. Dòng tin thì chúng ta có hai cách đọc ha. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ thì cách đọc duy nhất của dòng kệ là chúng ta đọc một lần hai câu ha. Quý vị cố gắng ha, đọc một lần hai câu.
Bây giờ chúng ta đọc lại. Ma ta ya tha ni yang bun tang a yu sa e ka pun tam anurang te e vam bi sam pa phu te su ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang Ma ta ya tha ni yang bun tang a yu sa e ka pun tam anurang te e vam bi sam pa phu te su ma na sang pha wa ye na pa ri ma nang Như vậy thì chúng ta thấy đọc riêng lẻ thì nghe nó không có hơi khó nghe một chút, nhưng mà theo với đời thì chúng ta hay nghe gọi là nhạc rác. Chúng ta rác từ câu 1 tới câu 7 thì chúng ta sẽ nghe nó suôn sẻ hơn ha. Quý vị ôn lại từ câu 1 tới câu 7 để có một cái vấn đề mà nó tiếp hơi với nhau. Bởi vì câu 1, câu 2 nhiều khi chúng ta đọc rất là trôi chảy, nhưng mà rồi nó chạy qua câu 7 này thấy đơn độc quá. Thôi thì bây giờ chúng ta ôn lại từ câu 1 tới câu 7. Chúng tôi xin đọc trước dòng kinh và dòng kệ. Quý vị hãy mở sách ra, chúng ta ôn lại ha. Karani Yamat Takusale na yang tang san tang badang apisame chasaku uchu chasu uchu chasu bacho chasamudu anati mani santosako chasu paro chasapakicho chasalahu kabuti santin riyo chanipako chasapagapo kule su analugito na chakudang trong những kệ thì bị thấy từng đoạn ví dụ như tên từng đoạn một
tâm dẫn này, và chúng ta từ đoạn 7 Charani Yam Thakusali Yan Tăng San Tăng Đăng Samen Cô u chú buồn cha sử sử anh chăm ma ni san tôn cha cô ôn cha sư phụ rồi ô cha cha sáng hữu cao vô tình sáng tình vì vô bất quan bất quyền sanh vô đầy lộ biển sanh mạnh thí đạo về đi hành cả tha du sanh tam hoa sanh phong tập nam anh kê anh an ni a du ra quan tế sanh ấp ta ôn lại ý nghĩa tiếng Việt ha, ý nghĩa tiếng Việt bài kinh Từ Bi. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp ngay thẳng và du thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, duyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lối che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh. Rồi, như vậy chúng ta ôn lại từ đoạn 1 tới đoạn 7 ha. Alo, quý vị thấy, nếu mà chúng ta đi từ đoạn 7, đoạn 1 tới đoạn 7, thì có người khóc, có người cười, không sao hết đó. Khóc và cười đó là thể hiện tám pháp thế gian, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ. Vui và khổ thể hiện qua cái nụ cười và giọng nước mắt. Thì bây giờ từ cái đoạn 1 mà đi xuống đoạn 7 này, chúng ta thấy nó có trớ nè, mà ở ngoài đời người ta gọi là nhạc ráp á, chắc là tại như có bài bản. Còn bây giờ chúng ta đọc nguyên một đoạn bài này, chúng ta thấy rời rạc ha. Rồi bây giờ ôn lại ha. Ai là người xung phong? Ai là người xung phong ôn lại đoạn 1 tới đoạn 7? Đọc giọng kinh xong, qua đọc giọng kệ, rồi đọc lên ý nghĩa. Rồi xà thú sẽ chim nhung.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa Sư, hồi nãy con nghe Sư đọc thì nó mất khúc. Nhưng mà giờ con cũng cố gắng con đọc mà từ đoạn 1 đến đoạn 7 ạ. Karaniyama thakusale na yan tang san tang ba đằng afisame cha sắc cô uchu cha su chu cha su wacho cha samudu anati ma ni ang tu sa cô cha su faro cha abaki cho cha san lau ka vuti san tin riyo cha nip bako cha abaka fo kule su ananugito na cha khut đằng sa ma cha re kin chi je na win nhu ba re u ba wa đầy dùng su khi no khoa wa khe mi no hồn tu sắp bề sát ta pha hoàn tu su khi tát ta ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka nu ka thu la Ditta wa ye cha ditta ye cha du re wa san tia vi du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta ta na ba ro ba rang ni cu bê tha nhà tha na ti mạnh nhẹ tha ca tha chi năng kinh chi già ro sa na ba ti kha sanh nhà nành nhà mạnh nhà sa du kha mít chay ya ma ta ya tha ni yang bút tăng a du sa e ca bút ta manu rắc khê e wam bi sap ba phụ tê su ma na sam pha wa ye a pa ri ma năng Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất pháp, ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, dễ dàng, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm. Không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh, tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng không phân biệt. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh, tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi oán tưởng. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở, đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng, cùng tất cả sinh linh. Dạ, con thưa sư, con chưa kệ bài này mà từ đoạn 1 đến đoạn 7, dạ con cũng cứ thử thôi ạ. Karaniyang athakusalena yantang santang bada afik samek cha sak ko chu sa su chu cha su wa cho cha samudu anati mani sang tu sa ko cha su pha ro cha ap ba kin cho cha san lu ha ka vun ti san ti ri yo cha ni pa ko cha ap ba ga pho ku le su an a nu git tho na cha khut đăng sa ma cha re kin chi ye na vi nhu ba re u ba wa đây dung su khi no wa khe mi no hôn tu sắp bê sát ta pha quán tu su khi ta ta nhị kế chi ba na phu ta thi ta sa swa tha khoa ra wa a na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anu ka thu lam đi
tha wa ye wa a di tha ye cha du re wa san ti a quy du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta ta na pa ro pa rang ni cup be tha na tin nhi tha cát tha chi năng canh chi và rô sa na bà thi kha sanh nha nánh nha manh nha đà su đắc kha mít chay ya ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ca bút ta ma nu rắc khe e vam bi sắp bà phu tê su ma na sang pha và ye a pa ri ma năng. Dạ, con đã đọc và kể xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc 7 đoạn bằng tiếng Bali và tiếng Việt, nhưng mà con không biết kể ạ. Karani yamathakusa lena yang tang sang tang ba đăng avisamek cha sakko uchu cha suhuchu cha suwacho cha sa mudu anatimani sang tut sakko cha suvaro cha apakicho cha sang lahukavut ti sanh tin quý yo cha ni pa ko cha áp pa gap po ku le su ananu vit tho na cha khut đăng sa ma cha re kinh chi ye na quỳnh nhu pa re u pa wa đầy dùng su khi no ba khe mi no hồn tu sắp bê sát ta pha hoàn tu su khi tát ta ye kê chi pa na phu tát thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa mac chi ma rasaka anukapula ditha wa ye wa adit aditha ye cha du re wa sanh ti awi du re phu ta wa sam pha we si wa sap de sat ta pha wan tu su khi tat ta na ta ro pa rang ni cu bê tha na ti mạnh nhẹ tha cát tha chi năng kinh chi ya ro sa na pa ti kha sanh nhà nành nhát mạnh nhát sa đúc kha mít chầy ya ma ta ya tha ni yang phút tăng a yu sa e ka phút ta manu rắc khê ê quầm ti sắp ba phù tê su ma na sang pha qua dê a ba ri ba năng. Người khôn đủ đức. Con xin lấy bài xuống của tiếng Việt xuống con đọc ạ. Thấy con check ở trong cái cuộn của con thì nó không có liên tục được 7 tuần nên con phải đến đọc bài của chị Nhật Huyền. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắn dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện
tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Con kiếm đoạn, dạ sao con không thấy đoạn tiếp theo? Dạ con thấy rồi ạ. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng, hư tranh trang, hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thầm hại người, mưu thâm hại người. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay nghìn đắng vui cười vì con. Dẫu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bùa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con đã đọc xong phần tiếng Pali và tiếng Việt, con có sai con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sàng Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc phần tiếng Bali và tiếng Việt thôi, chứ con không kể nổi. Dạ, con hết hơi rồi. Dạ, con xin đọc phần tiếng Bali và tiếng Việt. Đoạn số 1 đến đoạn số 7 của Kinh Từ Bi. Dạ, con xin đọc. Karani yamatta kusale na yantang san tang ba đằng afisamai cha sắc cô út chù cha su út chù cha su qua chù cha sa mu đô anati ma ni san tu sắc cô cha su pha rô cha ba kích chù cha san la hu ca vút ti san tình ri dô cha ni ba cô cha ba gáp phô cú lê u an an u gích thô. Na cha khuất đằng sa mà cha rê kinh chi dê na huỳnh nhu ba rê u ba qua đầy dùng su khi nô qua khê mi nô hòn tu sắp bê sát ta pha hoàn tu su khi tát ta về kệ chi bà na phụ tạc thi ta xa qua tha qua ra qua ana qua xê xa đi kha qua về ma anh ta qua mạch chi ma ra sa ca anu ca thù la đất tha qua về qua ách đất tha về cha đù rê qua san tỷ a quy đù rê phụ ta qua sam pha huệ si qua sập bệ sát ta pha hoàn tu su khi tát ta na ba rô ba rằng ni khup bệ tha na ti mình nhề tha cát tha chi năng kinh chi già rô sa na ba ti kha san nha nành nha mình nhát sa đúc kha mít chạy gia ma ta gia tha ni yang bụt tăng ayusa e ka buta manurakhe e vam bi sappa phu te su ma na sang pha wa ye a parimanang. Người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng chất pháp ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn. Sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm, không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng. Trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần, không quyến niệm,
không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi quán tưởng như mẹ giàu tình thương suốt đời đo che chở. Đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh. Dạ, con đã đọc xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con thành kính, một lần nữa con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhục bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhục bình thấy chị Meta không có đọc câu tiếng Việt của Nhục bình nên Nhục bình không có bớt lên. À, chị Meta quan hệ nha. Còn nếu đạo tràng vị nào mà có đọc thì Nhục bình sẽ bớt. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư có trước máy không ạ? À? Cho con xin một tín hiệu ạ. Và Ngài Trí Đức đổi không cái con chạy quýnh lui vô. Và lấy bài ra không kịp. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Và Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không ạ? À? Cho con xin một tín hiệu ạ. À? Con không thấy tín hiệu vì nào hết. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có trước máy không ạ? À? Rồi, cũng không thấy luôn. Vinh Giang Nhật Hà, nhà trả bài chưa Vinh Giang Nhật Hà? Xích Niệm Từ, Xích Hồng Mai. Dạ, Tina, Xích Tina trả bài chưa Quang Thanh? Alo, alo. Ồ, rồi, mời quý vị nha. Dạ, nếu mà chị nào mà có đọc tiếng Việt trong sách thì Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh sẽ không bố tiếng Việt. Còn nếu quý vị đọc theo câu của Ngài Trí Đức thì Nhật Quỳnh bỏ ra nha. Rồi, giờ mời Hồng Mai. Hồng Mai ơi, Hồng Mai cho tín hiệu. Hồng Mai đọc bài của Nhật Quỳnh bớt hay là Hồng Mai đọc trong sách cho Nhật Quỳnh biết nha. Chắc là Bali thì chắc Nhật Quỳnh bớt ra để cho quý vị dò. Còn tiếng Việt thì tùy. Dạ, rồi mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang, kính lễ với cô tu nữ, kính chào anh chị em trong đầu tràng. Dạ, chị Nhật Quỳnh post cái bài tiếng Việt dùm em, còn Bali thì chắc em đọc trong sách. Dạ. Karamiya metta sutta Karamiyang ap thakusale na yan tang san tang padang apisamek chasakko uchu chasuhuchu chasuvacho chasamudu anatimani santus sako chasufaro chaap prakitcho chasalahutavutti santin triyo chanipako chaap tagatko kule su ananugit thổ na cha khut đằng xa mà cha rề kinh chi về na quyền nhu pa rề u pa qua đầy dâm su khi nô qua khe ni nô hồn tu sát đề sát ta pha hoàn tu su khi tát ta về kề chi pa na phù tát thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa mat chi ma ra sa ka anu ka thu la di tha wa ye wa adi tha ye cha du re wa sa pi a wi du re phu ta wa sam ta we si wa sap de sap ta pha hoàn tu su khi tap ta na pa ro pa rang ni cup để tham mà na ti mạnh nhẹ sa cát
tha chi năng kinh chi già ro sa na pa ti kha san nha năng nha mam nha sa đúc kham nít chay ya ma ta ya tha ni yang put tăng a yu sa e ka put ta ma nu rắc he e wam pi sắc ta phu tê su ma na sang pa wa ye a ta ri ma năng. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, như hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bình thủ phận an nhàn, không ham thế sự tình an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh nướng mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vẫn dài bình chung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, hữu hình hoặc vô hình đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vun tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thơm thang, học đòi từ mẫu hương vàng, mở lòng thương xót của tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt qua ra luân hồi. Dạ hết hả chị Nhật Quỳnh? Dạ để em xin kệ luôn. Karani yang atakusalena yang tang san tang padang afisamaja sakuchu jasu chu cha suwacho cha samudu anatimani santu saku jasu faroja apakicho jasalang kabuti santintriyo janipako cha apagapo kulesu ananuhito najakut dang samacare kinci yena winyu pare upawadayam sukino wa kemino hontu sabbe satta pawantu supitatta yekechipa nafutati tasawata warawa anawasesa ikawaye mahantawa nachimarasaka anukatula pitawaye wa adita yejadure wa santi awidure utawa sam pawe siwa sabde satta pawantu supitatta na paro parang mikunde tha na ti manye tha kan tha chi nang kim chip ya ro sa na pati kha san nya na nya man nya sa duk kha mit chay ya mata ya tha ni yang putang ayu sa e ka pun ta manurakhe e wam ti sap ba phu te su mana sang pa và dê áp ri ma năng. Dạ con đã đọc kệ xong. Dạ có gì sai nhà sư trí đức chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Xin xuống mic ạ.
À đâu, mời Tina, Tina ơi, Giang Nhật Hào ngồi chờ, hai người nhường nhau hết giờ, mời Tina nè, có người kiếm Tina nè, Tina ơi. Dạ, con thấy bàn tay của anh Giang Nhật Hà trước. Dạ. Con kính đảnh lễ Văn Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Karani Yamat Thakusa Le Na Yang Tăng San Tăng Pha Đăng Afisa Mến Cha Sok Cô U Chù Cha Su Vu Chù Cha Su Wa Chù Cha Sa Mu Du Anatimani San Thu Sa Cô Cha Su Pha Rô Cha Ác Pa Khi Chù Cha Sa La Hun Ca Hun Ti San Tin Ri Yô Cha Ni Pa Cô Cha Ác Pa Ca Bồ Cú Lê Sư Ananu Kinh Thô Na cha ku tang sa ma cha re kin chi ye na win yu pa re upa wa de yung suki no wa ke mi no hon tu sap pe san tha pa wan tu suki tan ta ye ke chi pa na pu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa Di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ran sa ka nu khan thu na Din tha wa ye ta din tha ye cha du re wa san ti a vi du re Phu ta wa sam pa we si wa sa pe sa tha pa hoan thu su ki tan ta Na pa ru pa rang ni khum pe than Nhà tin mạnh nhẹ tha khăn tha chi năng kinh chi vya rô sa na. Phát thi khá sẵn nhà năng nhá mạnh nhát sa trung khá mít chạy yá mạ ta yá ta. Ní yăng phút tăng á yú sa e khá bún tá mạnh nô răng kê. E vang phí sắc bá bù tê sư mạ na sang phá hoa yê ám phá ra mạ năng. Con xin phép đọc bài tiếng Việt. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liễn mong dục trần. Không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách, thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh, dồi dào hạnh phúc, hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh thiếu mạnh, vắng dài, bình trung. Béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa, hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Nguyện không lừa gạt dỗi manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cai ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót của tràng gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con xin phép được kể. Karaniyaman thakusalena yang tang sang tang padang avisamen cha sa cô chú cha su chú cha su văn chú chan sa bù đư anatimani
san tún sa khu cha su pha ru cha am pa ki chu cha sa la hun ka hun ti san tín ri yo cha ni pa khu cha am pa kam pu ku le su an na nu kin to na cha khu dang sa ma cha re kin chi ye na win yu pa re pa wa de yo Suki no wa ke mi no hon tu Sambe san tha pa wan tu suki tan ta Ye ke ji pa na pu tan thi tan sa wa ta Wa ra wa an na wa se sa Di ka wa ye ma han ta wa Man ji ma ra san ka nu kan tu la Din tha wa ye cha an din tha ye je du re wa san thia we du re. Ta wa sam pa we si wa sam pe san tha pa wan tu si an tan ta na pu ru pa rang nu ko pen tha nyan tin man ye tha khan chi nang kin ji pa ro sa na phan thi khan san ya ni man nyan man nyan sa tung kha min che ya ma ta ya tha ni yang kun tang Ayusa e kapun manun rangke e wang pi sampa pun te su mana sampa waye am pari manang. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân đạo tràng. Có sai xin nhận ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Kính kính mời anh Huynh Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, Quý Sư, Quý Tu, Tu Nữ, con kính toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài kinh Từ Bi. Bữa giờ con chép mỗi tuần có một đoạn mà không có được liên tục lắm, cho nên con cũng phải coi lại. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã bóp xoài. Karani Yamat Thakusale na yantang santang padang afisamet chasakko uchu chasuhuchu chasuwacho chas samudu anatimani santusako chasufaro chaap pakikcho chasan lahukawutti santin riyo chanipako chaap pakapho kule su anangnugitho. Na cha khut đằng sa ma cha re kinh chi ye na win nhu ba re u ba wa đầy dùng su khin no wa khe mi no hôn tu sắp bê sát ta pa wan tu su khi tát ta ye ke chi ba na phu tát thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa mat chi ma rat Saka Anukathula. Ditta wa ye wa at ditta ye cha du re wa santi awi du re. Puta wa sam fa we si wa sappe satta fa wan tu sukhita ta. Naparo parang nikube thana ti manye thakatha chinang kin chipyaro sana patikha sanya nanya manya sadukha mitchaya mata yathani yang buttang ayusa eka butta manurakhe evampi sappasute sumana sangpao Qua dê aparima năng.
Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc, vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách, thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, khéo béo gầy nhỏ lớn khôn cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạc các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời, thêm học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ con xin phép được kể thử ạ. Karanihiyamathakusalena Yantang santang badang afisamencha Sangko ucu cha suhu cu cha Suwaco cha samudu anatimane Santun sako cha sufaro cha Ambake cho cha san lahu kawunti Santin riyo cha nipako cha Ambagam fokule su amanugin tho Naccha khutang samachare kinchi Yena winyu bare upawadei yung Sukhi no wa khemi no hontu Sambe santa fawantu sukhi tanta Yeke chipa na futanti Tasa wata wara wa anawa sesa Tika wa ye wa hanta wa Manchi marasaka anukatula. Ditha wa ye wa andintha Ye cha du re wa santi awidu re Futa wa sang fa we si wa Sambe santa fa wantu suhi tanta Na paro parang nipu betha Nati manye thakan thachina kinchi Phyaro sanya pati khasanya Nyanat manas sadukhamichaya Mata yathani yang bunta Ayusa eka bunta manukrake Ewang bisamba futesu Mana sangfa waye aparimanang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được kính hiệu. Dạ, nếu không có bàn tay của ai thì con xin được đọc. Dạ, cảm ơn Hoàng Thanh. Dạ, con đọc chứ con không có kể nổi rồi ạ. Con chỉ đọc tiếng Bali và tiếng Việt, nhưng mà Bạch Ngài câu số 5 đó mình sửa vậy thì nó mất dần, nhưng mà cũng không sao. Dạ, cũng đọc theo cái bài sửa của sư. Cảm ơn Kim Nhung. Karane yama thakusale na yan tang san tang badang afisamet cha sat ko ucho cha su hu cho cha su wa cho cha samadu anatimani san tu sa ko cha su paro cha ap ba kit cho cha san la khu ka vo ti san ting ri yo cha ni ba ko cha ap ba gap bo ku le su ananugit thong. Na cha khop đăng sa ma cha rê kinh chi dê na vinh nhu ba rê u ba da quả đại. Dạ, con xin đọc lại. Na cha khop bằng sa ma cha rê kinh chi dê na vinh nhu ba rê u ba quả đại dùm su khi nơ qua khởi mi nơ hôn tu sa pê sa ta pha hoàn tu si khi ta ta. Dê kê chi ba na phụ ta ta. Thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anu ka thu la. Định tha wa ye qua a thiết tha ye cha đồ rê qua san ti a vi đồ rê phụ ta qua sam pha huệ suy qua sa bê sa ta pha quan tu su khi ta ta na ba rơ qua răng ni cụp bê tha tha na ti mạnh nhê tha tha ca tha chi nặng kinh chip ya rơ sa na Matiga san nha nan nha man nha chất đục khám mít chay giác mạ ta và tha ni văn bột tăng a yu sa e ka bột ta manu rát khê e quang bí sắc ba phụ tệ su ma na sang pha qua dê a ba ri ma năng. Người không có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn. Giữ lòng chánh trực đoan trang, như hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm hồng, không cho liều lĩnh luyến mâm dục trần. Làm nhớ bận tinh thần, tránh lời chê trách thân nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yêu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Ồ, con sai chỗ này rồi. Chưa sanh hoặc đã sanh ra, thải điều cộng hưởng hà sa phước lành. Nguyện cho tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Sao con thấy câu số 5 này con sai chỗ nào rồi? Dạ. Yeah.
nguyện không lừa gạt giới manh khinh người miệt chủng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng người dân kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu thanh tươi trong cai ngàn đẳng vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bụi tràng gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con đọc bài có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Dạ, nghe Nhật Quỳnh đã thấy bàn tay của cô tu nữ Tệ Duyên, cô Kim. Dạ, Nhật Quỳnh mời. Namo Buddhaya, Namaya, Namo Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức, lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đọc bài. Karani yama takusale na yan tang san tang ba dang apisame chesako uchu chesu uchu chesu wachu chan samudu anakimani san tu sako chesu paro chapakicho chasan lukawuti san ten vio chan ipako chapakapo kule ananugito. Na chắc khu đằng xa mà chết đề kinh chít dê na vinh nhu bà rê úp áp quá đầy dùng khi nô hoa kê minh nô hồ tu sa bê sa ta phóng hoàn tu sư khí ta. Dê kê chí bồ tá thích tắc xa hoa tha quá ra hoa anna quá xê sa đi gà hoa dê ma hàm ta hoa ma chi ma ra sa ca anu ca thù la. Ditta ye wa aditta ye chadu re wa santi awido re po ta wa sampa we si wa sape sa ta pa wan tu su ti ta ta. Nabadro bat rang li kup be ta na ti manh ye tha ka tha chi nang kinh chit ya ro san na pik at san nya. Này nhâm mạnh nhát sát đốt tâm mít chạy giá mà ta giá thả lý dặn bú tăng. À dư xa ế cắp bú tâm mạnh nô ra kê ế hoàng vi sáp bá phù tê su mà na sẵn phà quá dễ áp bá đi mà năng. Bây giờ thì Duyên xin đọc tiếng Việt. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không tham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh lý mong dục trần. Không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Nguyện lòng, nguyện không lừa gạt dối manh, kinh người miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc sớm diền, người dân kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu thanh tươi,
trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Dạ, đã hết. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã bắt bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Kim. Dạ, kính mời chị. À, con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Thì con xin trả bài, đọc bài Kinh Từ Bi từ đoạn 1 đến đoạn 7. Đọc tiếng Việt Nam, từ giờ đánh máy tiếng Việt Nam, in ra cái bản tiếng Việt Nam. Đọc cho nó dễ, chữ tôi biên ghê lắm, như già mổ vậy. Quý vị nghe rõ ha? Con xin bắt đầu đọc Kinh Từ Bi từ đoạn 1 đến đoạn 7 à. Karani yam mắt sau khu sa lề na dành tầng sành tầng pa đằng áp đích sa mét cha sắc cổ u chù ca su hu chù ca su quắc chù ca sa mu đủ anatima ni sành túc sa cổ cha su pa rồ ca áp pa kích chù ca sàn la hút ca vô ti sành tình ri dồ cha nip pa cổ cha áp pa gáp bồ khu lề su anu kích thù na cha khu đằng sa mà cha rề kình chi về na vình nhù ba rề ô phát qua đầy dùm su ki nồ hòa khề mi nồ hòn tu sắp đề sắc thà pha hoàng tu su kết tác tà về kề chi bà na bồ tát ti ta sa hòa thà hòa ra hòa ana hòa sề sa di kha hòa về ma hành ta hòa mắt chi mà rác sa kha an đúc kha thù là di tha hòa về hòa đích tha về cha đù rề qua sành tiêu quỳ đù rề bù tà hòa sàm ba huệ xì hòa sắp bề sắc tà pha hoàng tu su kích tác tà na pa rồ pha rằng nếp khúc bề tha nà ti mạnh nhẹ tha khát tha chi nặng kình chi già rồ sa nà bác đi ca sành nhà nành nha mạnh na sa đúc kha mít chày gia mà tà tha ni dần bút tăng Ayusa e kaput tamanu rakhe e vam visapa we to suma na sang pa wa ye aparima nang. Rồi, đọc in ra cái bản phần tiếng Việt chữ bư. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn. Giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thấy sự tịnh an cõi lòng. Lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh liếng mong dục tình, không làm nhơ bẩn tinh thần, chánh lời chê trách thánh nhân phê bình. Mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh ngắn dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không đều, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người, miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cai ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho một mắt một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Trời ơi, còn mấy phút kể luôn cho rồi, cho hết giờ luôn.
Karaniya makthakusale na yang tang sang tang pa dang apit samet cha sakau chu sa suhu chu cha suwako kat samudu anati mani sang tuk sako ka suparo ka apakit cho ka san lau ka bukti ting riyo cha nipako ka apagapo kule anang nukit tho na cha kudang sa ma cha re kin chi ye na vinh nhu pa re kin kin chi ye na vinh nhu pa re o pa qua đây dùm su ki no wa ke mi no hong tu sap be sạc ta ba quăng tu sức kích tạc ta ye ke si ba na bu tạc thi ta sa wa tha wa ra wa na na wa se sa dit ka wa ye ma han ta wa mak chi ma rak Saka nukatula, ditka wa ye wa aditnta, ye ka du re wa santi a widu re, uta wa sampa we siwa, sambe sata pa wang tu su kitangta, na pa ro pa rang net bukhe ha, nya na ti man ye ta ka ta chi nang kin chi, ya ro sha na ta ti ka san nya, Nanya manat saduka mitchaya matayata niyang puktang ayusa e kapukta manukrakke e wang si bang babute so manasamba wa ye aparimanang. Hết. Xong bổn phận. Có học thì trả bài. Thôi, chắc gần giờ rồi. Còn quý vị nào nữa lên thì lên đi nghe. Trời ơi. Phải sửa lại nữa, có những chỗ tôi in tiếng Việt, in nó sai. Thôi, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu vỗ tay vỗ chân. Dạ, xin còn mấy phút nữa, chắc mời sư lên cho rồi đi. Alo, 123, 123, không mời cũng lên. Bởi vì còn có 4 phút à. Trong cái bài này, dòng kinh, dòng kệ khác nhau ha. Rồi cái phần tiếng Việt cũng lộn xộn. Cái đoạn thứ 5, chúng ta thấy trong phần tiếng Việt, người khôn có đủ đức tài ha. Cái câu đầu tiên ha, người khôn có đủ đức tài, rồi hiền nhân có đủ đức tài, rồi người hằng mong an tịnh, cũng một bài kinh nhưng mà coi như khác nhau nhiều từ ha. Người khôn và hiền nhân, rồi người hằng mong an tịnh. Thì trong cái đoạn bài kinh này á, quý vị lấy trong cái bài mà hiền nhân có đủ đức tài, nhưng mà trong cái đoạn 5 lại đưa qua trong cái phần mà ngũ ngôn, đưa qua phần ngũ ngôn trong cái đoạn 5 á, tức là hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Quý vị đưa cái đoạn mà coi như ngũ ngôn này vô, thấy nó chói liền ha. Sĩ Nhật Quỳnh, nếu mà chỉnh sửa thì chỉnh sửa theo cái đoạn kia. Tức là lục bát á, thì nó nghe dễ nghe hơn ha. Tại hôm trước, tại vì bây giờ cái vấn đề chỗ nào nó theo cái đó đi, chỗ nào theo cái đó, tức là chúng ta từ trên xuống dưới 6 đoạn thì chúng ta thấy lục bát, mà cái đoạn thứ 5 này là ngũ ngôn thì nghe nó kỳ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái dòng kinh như thế nào và dòng kệ như thế nào. Bây giờ chúng ta lấy hai câu nè, câu 1, câu 2 nè. Nếu mà quý vị đọc dòng kinh thì hết cái đoạn 1 quý vị phải chạy qua đoạn 2, gọi là nhặt ráp, nó phải dạy cho tròn bài. Dòng kinh như thế này: Karani yamat thakusale suk, đúng rồi. Trong cái đoạn này á, thì khi nãy á thì có hai cái giọng đọc nó khác nhau. Giọng đọc của Sĩ Kim á thì cái đoạn cuối ăn gian chữ,
Còn Sít Kim Nhung á, thì cái đoạn 2 hình như đọc lái, đọc Bali và đọc lái. À, quý vị nghe lại trong YouTube đi, YouTube đi, rồi quý vị sẽ thấy tại sao mà chúng tôi nói như vậy. Bây giờ nè, cái dòng kinh ha. Karani Yamat Thakusale Nak Yan Tăng San Tăng Bát Đăng Afisame Chasakko Uchu Chasu Uchu Chasu Vacho Chasamudu Anati Mani Santosako Chasu Paro Chasap Bakicho Chasalau Kavuti Santin Riyo Chanibako Chasap Bagap Phụ Cô Lê Số Ananu Gích Thụ Ná Chắc Khốt Đăng. Tức là dòng kinh chúng ta cứ đọc tới không nên dừng lại từng đoạn ha. Tức là dòng kinh chúng ta đọc mệt nghĩ cái chỗ nào mệt thì chúng ta nghĩ, chứ không bắt buộc phải dừng lại. Anatimani không bắt buộc phải dừng lại như vậy. Mà chúng ta dừng lại như vậy thì nó trở thành ra từng đoạn từng đoạn. Và đây là ráp thì chúng ta Anatimani Santosako, quý vị chạy qua chị cô đi. Có cô chờ bên này nè, đi chạy qua bên cô đi. Anatimani Santosako. Rồi quý vị mệt nghỉ chỗ này rồi tiếp tục cứ thế mà làm. Thì không bắt buộc phải dừng đã từng đoạn ha, mà dùng làm mệt nghỉ. Còn đặc biệt dòng kệ thì chúng ta phải đọc đoạn nào theo đoạn đó. Cái này tất cả 10 đoạn thì chúng ta phải đọc rõ 10 đoạn, không nên ăn gian chữ. Tức là một đoạn có 4 câu thì chúng ta phải đọc tròn 4 câu, chứ không phải là chúng ta đọc cái câu này nó lấn qua câu kia. Có nhiều vị đọc ăn gian ha, đọc lấn qua cái từ khác. Rồi bây giờ cái dòng kệ đại khái thế này. Karani Yaman Thakusale Na Yan Tăng San Tăng Ba Đăng Aphisamen Cha Sang Po Uchu Cha Su Uchu Cha Suvacho Chan Samudu Anatimani. Như vậy thì quý vị thấy bốn câu mà chia ra làm hai kể, tức là chúng ta đọc một lần hai câu. Karani Yaman Thakusale Na Yan Tăng San Tăng Ba Đăng Aphisamen Cha. Tức là chúng ta đọc một lần hai câu rồi hai câu tiếp là xong một bức. Tức là kể thì chúng ta phải giải quyết trong đoạn nào theo đoạn đó. Còn kinh thì chúng ta coi như lắng qua đoạn sau. Karani Yamat Thakusale Na Yan Tăng San Tăng Ba Đăng Aphisamen Cha Sang Khôn Uchu Chasu Uchu Chasu Vacho Chasamudu Anatima Ni San To Sako. Ví dụ vậy. Chúng ta lắng qua đoạn thứ hai và chúng ta cứ thế mà làm, gọi là tiến lên. Tu mà không tiến lên là coi như bị đọa đi xuống. Vậy thì chúng ta cứ tiến lên cho đến khi hết bài. Alo, hết bài mà cũng hết giờ, cho nên Sít Nhật Quỳnh đưa tay. Rồi mời Sít Nhật Quỳnh. Dạ, con thắc mắc cái chỗ câu số 5 mạch ngài. Cái câu số 5 á, trong sách á, mà con in ra đó thì nó chỉ có hai câu. Nó chỉ có hai câu vậy thôi. Thì nó chạy qua câu số 6. Thì hôm đó, đó ngài biểu là phải sửa câu số 5. Bẻ câu số 5 như vậy. Thành ra bây giờ con phải sửa sao để cho nó đúng á bạch ngài. Ngài biểu sửa câu số 5, ngài dạy sửa như vậy. Nhưng mà thật sự trong câu số 5 ở trong sách nó chỉ có hai câu à. Chưa sanh hoặc đã sanh ra thải đều cộng hưởng hà sa phước lành.
Vậy bây giờ con phải ráp làm sao? Con kính nhân bích ngài để con sửa một lần, để con bị ăn cháo lương quang quá bạch ngài. Con kính nhân bích đến ngài. Alo, 1, 2, 3. Câu số 5. Câu số 5. Chưa sanh hoặc đã sanh, thấy đều cộng hưởng hà sa phước lành ha. Như vậy thì cái phần tiếng Việt, theo tiếng Việt đi ở bên lục bát thì theo lục bát, còn ở bên mà ngũ ngôn thì theo ngũ ngôn. Thì bây giờ chúng ta coi như qua đoạn bảy rồi. Qua đoạn bảy rồi thì bây giờ 4, 5, 6 thì cứ đọc theo như vậy đi. Nè, đọc theo cái vấn đề lục bát đi. Thì cái phần tiếng Việt thì đọc theo tiếng Việt. Phần tiếng Việt đọc theo tiếng Việt cho nó ăn bằng nhau. Chứ bây giờ từ cái vấn đề mà lục bát rồi chạy qua ngũ ngôn rồi, thấy nó chỏi ha, thấy nó chỏi nhau. Cái này thôi tiếng Việt thì đọc theo tiếng Việt, đọc trong Bali xong đọc tiếng Việt. Nhưng mà cái quan trọng là cái đoạn 5 này phân tích tự vựng, quý vị hiểu những cái từ trong đó là tốt rồi. Không phải là coi như là dịch ra dài hoặc là dịch ra ngắn hoặc là bắt buộc phải theo thứ lớp, mà chúng ta coi như cái thể lục bát thì theo lục bát, cái thể ngũ ngôn theo ngũ ngôn ha. Rồi hôm nay quý vị rất là tiến bộ. Nhất là alo, quý vị còn nghe không? 1, 2, 3, 1, 2, 3, âm thanh tốt mà. Quý vị còn nghe không? À, nghe lại hả? Rồi, sau nghe lại thì chúng ta cũng kết thúc ở đây đi. Với câu đoạn 7 trong bài Từ Bi, một bài kinh rất là khó nha. Quý vị nhớ là những bài kinh khó mà chúng ta đã học, nhất là bài mà coi như là thỉnh chư thiên, thỉnh chư thiên phải học cho đúng. Mà đọc sai không xuống thì thỉnh chư thiên đã khó, mà ân đức của Tam Thế Phật cũng khó. Và cái bài khó thứ ba là bài gì? Bài Karani này. Karani này, bởi vì chúng ta đọc cái bài này phải có lực thì ma nó mới sợ, gọi là kinh hàng ma. Mà chúng ta không có lực, đọc sai thì chính chúng ta sợ ma. Thay vì mục đích của bài kinh này là ma nó sợ, bởi vì khi mà duyên sự thì 500 vị tỳ khưu sợ ma. Rồi về cái Đức Phật mới cho bài kinh này, để đọc cái bài kinh này để ma nó sợ lại. Bởi vì thế gian người ta nói có qua có lại mới tọa lòng nhau ha. Anh nhắc tôi thì bây giờ tôi nhắc lại, có ai sợ ai? Riết mang mà nó sợ, mang mà nó sợ, vẫn sợ thì phải hộ trì. Mà hộ trì thì những cái vị phàm tăng này trở thành những vị thánh tăng. Cho nên cái bài kinh này rất là khó để chúng ta đọc được, mà nhuần nhuyễn mới tạo ra một cái lực, tạo ra một cái lực, và kể là một hình thức mà cảm hứng, tức là chúng ta đã thuộc nằm lòng rồi.
chúng ta chạy lên để phổ cái hồn của chúng ta vào trong đó, thể hiện tâm từ. Mục đích của bài kinh này là thể hiện tâm từ. Và khi mà quý vị đã nhuần nhuyễn mà đã thuần thục và mà thể hiện tâm từ qua cái giọng kệ thì chắc chắn là chư thiền sẽ ai kính, chư thiền sẽ hoan hỷ theo hộ trì. Rồi thôi bây giờ cũng lố giờ nhiều quá rồi ha, chúng ta kết thúc ở đây. Xin chư thiền hoan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành cúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên. Alo, Giang Nhật Hà còn sức máy không? Ngài rất mít rồi. Giang Nhật Hà ơi, có sức máy không? Lúc nãy đó Nhật Quỳnh thấy cái gì Lào Cai đi quên rồi. Nói để cho con đọc thử mà sao Nhật Quỳnh mời hoài không có thấy nhúc nhích. Bây giờ thì thấy Thi An Lạc nói. Bây giờ Quỳnh Giang Nhật Hà còn trước máy không? Để Nhật Quỳnh coi cái nít Pháp Muôn Lào Cai có trước máy không? Alo, alo, hai vị này có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, rồi, rồi đó nha. Giang Nhật Hà, alo, alo, thầy đâu rồi? Rồi, mời Giang Nhật Hà lên chỉ Pháp Muôn Lào Cai á, đưa tay cầm mít gì đi. Bữa Nhật Quỳnh có copy của Giang Nhật Hà, Nhật Quỳnh cắt lên mà hình như Pháp Muôn Lào Cai chưa có thuần phục. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà nha, thầy đó, mời. Dạ, dạ. Hôm bữa như cô Nhật Quỳnh có thể post cái đó lại, con không có thấy, nhưng mà đại khái á, là thưa cô, nếu mà cô dùng phone á, thì ở phía dưới á, nó có cái hình hơi tròn tròn á, rồi bị lõm đi một chút xíu. Rồi cái hình thứ nhì á, thì là nó có một cái hình giống như hình bầu bầu, giống như cái ly kem đó. Rồi thứ ba nữa đó, là mấy hình giống như là cái camera. Thì cô sẽ bấm vô cái hình thứ nhì từ bên trái sang. Thì cô khi mà cô bấm vô đó đó thì nó sẽ hiện lên là cái chữ là Joy Queue, là tham gia vào hàng đợi đó. Và lúc này thì cô có thể đưa tay, là đạo tràng là thấy cô là đang đưa tay đợi mic. Thì khi mà tới cái lượt của cô đó thì cô có thể cô bấm vô cái thanh màu xanh nó hiện trên là giữ và nói đó. Thì cô bấm vô cái đó rồi cô trượt cái tay lên đó, thì là nó khóa cái mic lại luôn. Thì lúc đó là cô có thể cô nói chuyện với đạo tràng được rồi. Dạ, giống như bây giờ là con đang nói là cô đang đưa bàn tay nha. Bây giờ con xuống mic thì cô có thể cô bấm vô cái thanh màu xanh đó, rồi cô trượt lên cô giữ mic là tự động cô nói thôi. Rồi đến chừng cô nói xong á thì cô bấm vô cái thanh đó để trả mic lại cho đạo tràng. Cô không có phải giữ nữa. Nhớ là bấm vô cái thanh đó rồi trượt lên thì nó sẽ tự nó khóa cái mic của mình lại, thì cô sẽ được nói liên tục. Dạ, con xin mời cô sử mic nha. Alo ạ. Dạ vâng ạ, con đã hiểu rồi ạ. Con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Em xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ, vậy tốt rồi nha. Vậy ngày mai tiếp tục cầm mic nha, quá tốt. Bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được đúng không nha quý vị. Nhật Quỳnh có việc ở ngoài. Nãy giờ Nhật Quỳnh, người ta đợi Nhật Quỳnh lâu lắm rồi. Nên là Nhật Quỳnh thấy Pháp Muôn Lào Cai còn hơi lung túng, nên Nhật Quỳnh ráng ngồi lại. Nên Nhật Quỳnh xin phép được đóng trung. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài. Nhật Quỳnh kính